Đây con bò này tôi quay tổng thể cho mấy em xem nha, từ phần bộ, nguyên bộ đầu đây ha, bộ đầu hỏi cùng nha, nguyên bộ đầu nè, mũi vai nè, cặp mắt nè, lông mi được nè, phần vai ha, phần vai tới thân lưng nè, tôi đo từ từ ở dưới tâm, nếu mà đo chuẩn đúng của nó nha, từ ngay dưới mặt đất á, mặt đất mà nó cái tâm nó đứng đứng hàng lên tới cái sái là 1 m 4 phân tới đi, nói chẳng mét mét 5 phân đi, có phân đó mình nói cho nó gọn, nó lú lú tí thì để mét 5 phân á. 1 m từ dưới cái bàn gọi đứng lên 1 m 5 phân, cái chiều dài của nó là 1 m 6, một chiều dài 1 m 6 từ cái mí sừng nha, từ mí sừng ra tới cái bản đùi đằng sau, cái mí đùi sau là 1 m 6 chiều dài nó. Đây nè, thân lưng rất là rộng, vai đùi hình thẳng băng nha. Con bò này đấy, hình gân là con bò này nhảy ra đi đi nọc là ok, để hình nó hình như cái súng mà thẳng ra. Con bò này nếu mà nội trong ngày nay ngày mai, nếu mà anh mấy anh này có thấy thích thì ấy, còn mấy tôi cũng đem tôi để sao tôi nuôi, thấy bò tôi khoái quá trời, bò tôi vú lại tôi đem 3 tháng 4 tháng tôi vú lại tôi đem ra tôi bán lấy tiền, nói thiệt bán liền giờ giờ về về lời về trăm. Còn nếu mà mình vú con bò này, nếu mình vú lại tầm 4 tháng nữa thì mình bán cái giá khác này, con bò này bán là phải, con bò này phải trên 40 triệu, 4 tháng nữa con bò này bán phải trên 40 triệu, vú lại 4 tháng nữa bán mẹ nó, bò này bán vậy là mấy trăm công mẹ. Bò rất đẹp, lâu lâu mới cho được con này, trời ơi cái hình rất là cực kỳ, từ nào chưa thấy con bò cũng mang màu rất là thơ, màu đóng. Thì cái ba con bò kia thiếu gì mà nó, mình thấy nó điểm điểm trong mình đó nè, bò ít cái màu muối tiêu mà lại bông bông làm như mấy ông mà áo lính của Mỹ nè, rồi nó ẩn ẩn ở trong da nó đốm 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 đen đen ở trong nó, thì ngộ với con bò này ba màu nè, mình thấy là màu ẩn đen đen đúng không, nó ẩn trong da nó đen đen là cái màu, một màu xám và màu trắng nữa, ba màu, con bò này ba màu, nó ẩn ẩn nó rất là đẹp. Bò quá trời cái đùi chiều dài từ cái mí sừng ra tới mí đùi, mà cái mí bắn đùi đó là sao là 1 m 6 nha mấy anh em, còn cái phần chiều cao của nó là từ cái móng đứng ở dưới mặt đất nè lên tới cái sái, tâm sái là 1 m 5 phân, yếu yếu tí 5 phân, yếu chít rồi, 1 m 5 phân yếu chít. Bò này chắc tầm 7 tháng rưỡi quá, 7 tháng rưỡi này. Hết làng bò này vú chừng 3 tháng nó hết thân. Rất là hay, chúng cẳng cái hình nó đóng vậy, cái xương nó vậy phải đoạn về mốt thì không băng, bò vú lại đại mẹ vú lại vài tháng nó bán.